Chào tất cả anh chị cô chú. Ngày hôm nay á thì bảo sale hàng hu can, nhưng mà sale kiểu á lạ lắm anh chị cô chú ơi. Ngày hôm nay những anh chị cô chú nào á mà mua tất cả các sản phẩm đến từ hàng hu can nha, thì bảo sẽ bán cho mình á, kèm thêm cho mình á là combo này. Nếu mà mua bất kỳ máy nào hu can thì bảo chơi á là bán hai món này 5k thôi, hai món này 5k, với điều kiện là mình sẽ lấy cho bảo một cây máy nhà hu can, xong mình mua thêm 5k được hai cái này. Rồi combo hai cái này á thì mình mua lúc mà nhà bảo chưa sale cây kìm bấm không cùng cả trăm hơn rồi đó. Combo kìm bấm nè, kìm tuốc dây như này mà mua kèm mà sản phẩm của nhà hu can á có 5k đó. Mình thấy á combo này sale khá là hay nha. Và đương nhiên nhiều anh chị cô chú mình đặt là chắc chắn rồi, trước đây bảo sale combo á là 10k là anh chị đặt nhiều rồi. Rồi mức giá thì cũng vô cùng tốt thôi, để mình lựa chọn nha. Ngày hôm nay á thì là lên món gì trước đây? À, ba chức năng đi nha. Rồi báo giá cho mình luôn tất cả các sản phẩm của nhà hu can nha. Rồi cây này á là mẫu mới nha, K95 anh chị cô chú ơi. Với lực búa là 3.2 U này, công suất máy là 1050W. Anh này á thì được thêm một cái tính năng là phần cơ lớn này, dài này, đầu á tháo rời. Mình xài ba chức năng mũi gài cũng được, mình thích bắn vít xài đầu kẹp cũng được nha. Ngoài ra có sẵn cho mình combo 5 mũi như này, 1.180.000 thôi. Và nếu chốt cây đấy, lấy cho bảo thêm combo 5k nha, đi kèm vào giúp bảo. Là mình á, xem ra là cái này á là cũng như làm chương trình á, bán đam mê chơi thôi cho mình thôi nha. Tiếp tục, cây thứ hai là K96 này. Cây này á thì chỉ xài mũi gài thôi nha, công suất máy là 1080W. Với mức giá mua cây này rẻ hơn anh chị ơi, chỉ có là 1.050.000 nha. Đó, cũng có hộp nhựa đi kèm nè, đó để mình xài nha. Kèm thêm á là combo 3 khoan 2 đục bên trong, thì bảo cứ tháo ra đi, chứ cây nào cũng có cả nha. Đó, mẫu này á là 1050, nhớ mua kèm combo độc lạ 5k đi kèm nha. Tiếp tục, máy ba chức tiếp tục nha. Đó, mẫu này là K90. Cây này thì rẻ vô cùng rồi, đó bán cũng vô cùng á, chạy hàng luôn. Có thùng nhựa này, có combo 2 đục 3 khoan cho mình, lực búa 3.0 U nha, công suất máy là 1020W, 930.000 thôi. Đó, mua kèm combo 5000 nữa giúp bảo vào á, đi luôn nha, để mình xài. Rồi mình cứ đăng ký nhà bảo đi, đăng ký kênh bảo lên nhiều combo á, đập cực kỳ luôn. Tiếp tục anh chị ơi, máy hai chức năng bụng đứng nha, ba chức năng á lên cho mình hẳn ba cây rồi. Lên cho mình á cây hai chức năng 2066X anh chị cô chú nha, có thùng này đi kèm như thế này. Rồi cũng có combo 2 đục 3 khoan nha. Với mức giá thì chỉ có là 1.180.000 nha. À, 1090, bảo nhầm nha. Rồi, ăn hai chức năng bục đứng này là công suất là 1050W, lực búa là 3.5 U. Cây này là xài mũi gai nhá, mũi gai nhá. Đó, bê chắc chắn này, dày này, xài bền luôn. Rồi 1080, ngày hôm nay nhầm hoài à, 1090 anh chị nhá. Rồi, mua kèm combo, đó hỗ trợ trợ giá cho mình 5k thôi. Đó, bỏ vào như này, tính ra là chỉ có là 1095k là có 3 món rồi. Rồi tiếp tục, nhiều anh chị cô chú mình thích máy mài đúng không? Lên cho mình máy mài này, đó bán nhiều á mà cũng nhiều anh chị cô chú mình thích nha. Đó để mình xài. Đây, bảo đi qua trước này đi nha. Đó review á cho mình á đơn giản hơn nha, để mình xài nha. Rồi những anh chị cô chú nào
mà thích nè, bảo đi từng món đi, phun sơn cũng được nè. Đó, máy phun sơn của nhà Hukan nè, bách đồng nha. Công suất anh này á thì cũng khá là cao, 600W nè, có tăng chỉnh sơn luôn nha, để mình xài. Mức giá thì anh chị nào mua cũng biết rồi, 570 thôi. Đó, ngày hôm nay kèm combo nhớ 5k nữa thôi. Đó, trợ giá cho mình nha, để mình xài phun sơn, xài bằng điện 220 nha. Tiếp tục. Đó, rồi, lên luôn á, những anh chị cô chú nào mà xài nè, đánh bột, làm bánh nè, hồ dầu bê tông này kia, lấy cho bảo một cây cần lớn nha. Nhà Hukan đánh bột mà hai tay, đánh bột mà hai tay cầm anh chị nha, có chỉnh tốc nè, 6 số cho mình nha, để mình xài nha, có hàng hai tay cầm luôn. Mức giá thì những anh chị cô chú nào mua cây này á là 790.000, trợ giá combo 5k đi kèm. Nhớ là mua anh chị ơi, đó, mua trợ giá cho mình đó, để mình có thể sắm được. Rồi, máy đánh bột này á, mà máy là S444 nha, công suất máy là 1200W anh chị ơi, để mình xài. Còn những anh chị nào á mà thích một cây máy tua chậm nè, đầu 16mm nha, cây này nếu mà mình mua cần về á, kèm thêm mình đánh bột cũng được, hoặc là khoan gỗ dày nè, sắt dày nhá, xài cho bảo. Cây này có nhiều anh á là mua về á là để khoan sàng luôn nha. Đó, rồi mình xài Hukan tua chậm 16mm. Rồi cây này á là 1200W nè, với mức giá thì anh chị cô chú nào mua là 700, trợ giá combo 5k, trợ giá cho mình mua kèm nha, để mình xài. Tiếp tục, lên cho mình đi, lên trắng trắng cho mình đi nha. Rồi, máy á, cắt gạch của nhà Hukan này, mà máy là 8066 nha, công suất máy là 1500W, cây này á tới 800 luôn. Ngày hôm nay thì bảo còn có một cây thôi, bảo sale cho mình 700.000 thôi. Đó là tức là sale lỗ cho mình á, trợ giá combo thêm 5k để mình lựa chọn nha. Đây là cây máy nè, cắt gạch, cắt gỗ, cắt bê tông đa năng, lưỡi một tấc mốt nha, có nghiêng góc luôn nè. Nếu mà anh chị nào á mà thích cắt gỗ chuyên, lấy cho bảo cây này. Rồi, mẫu này á là một tấc 85 của nhà Hukan nha, có nâng cao thấp nè, đó, nghiêng góc 45 nè, có lưỡi đi kèm luôn, 880.000 là giá trước giờ, bảo vẫn bán cho mình nha, màu xám xi măng, mua trợ giá combo thêm 5k để mình xài nha. Rồi, bảo lên một số mẫu máy mài, máy khoan cho mình xài công trình gia đình nha. Đây, cây này á là Q600 nè, máy bắn vít. 600Q anh chị nha, máy bắn vít nè, đầu tháo ra được nha. Đó, đầu á là đầu lớn 13mm, có khóa lốp luôn. Rồi, cây này á là hai chức năng nha, dây dài 8m, hai chức năng bắn vít trượt của nhà Hukan nha, 600W nè, với mức giá thì chỉ có là 590. Ngày hôm nay mua thì cũng giá đấy, nhưng mà bảo trợ giá combo 5k cho mình dễ mua hơn nha. Đó, để mình xài. Rồi, máy mài đi anh chị ơi. Rồi, đầu tiên nè, cây máy mài chỉnh tốc AG1088 tay dài nè, 7 cấp số nha, mức giá thì chỉ có là 450 thôi. Ngày hôm nay mua kèm combo, trợ giá cho mình á, mua thêm 5k là có hai món này nữa. Đó, tức là mình lấy ba món này á chỉ có là 455 thôi là có rồi. Tiếp tục, K14 công tắc đuôi nha, không có chỉnh tốc anh chị ơi. Đó, rồi, mức giá thì cũng chỉ có là 450.000 thôi. Đó, mình mua làm đầy đủ những món kèm thêm này, như là gắt te, khóa mở tay cầm, để mình xài nha. Ngoài ra công tắc đuôi thì bên, rồi, giá rồi, 450 rồi mà. Rồi, giá là 450 K14 nha. Tiếp tục, nếu mình thích màu xám, lấy cho bảo mà máy là 1080 cùng công tắc đuôi. Đó, giá cũng chỉ có là 450 thôi. Mua kèm combo thêm 5k là 455 nha, để mình xài. Công suất anh này thì bao nhiêu đây? Công suất anh này á thì 800W,
để mình xài công tắc đuôi nha. Rồi xịn hơn xíu, lấy cho Bảo cây này công suất là 900W nha, mà máy là 5022 AT nha. Anh này á thì cũng là công tắc đuôi, có khởi động mềm cho mình luôn. Rồi mức giá là 520.000 nha, mua kèm combo nhà Bảo trợ giá thêm 5k nữa nha. Đó để mình xài. Đó là công tắc đuôi. Ngoài ra những anh chị cô chú nào mà mua công tắc trượt bên hông nè, đó mình lấy cho Bảo cây này á là vừa có khởi động mềm nè, có chống khởi động lại luôn. Rồi model máy á thì anh chị cô chú mình mua cho Bảo với mã máy là 5030 nha, công tắc đuôi, công suất bao nhiêu đây, 900W nha. Rồi mức giá là 540.000, trợ giá combo cho mình lựa chọn nè. Rồi tiếp tục, nhiều phân khúc quá, Bảo lên cho mình tiếp tục nha. Công tắc trượt nè, đó mà máy là 5050 nha, 5055 chứ, CT nha, có chỉnh tốc cho mình. Công tắc trượt bên hông 900W, có khởi động mềm nè, có chống khởi động lại luôn. Mức giá thì chỉ có là 550 thôi. Đó. Rồi ngày hôm nay mua thì Bảo trợ giá combo 5k mình kèm thêm nha. Đó, máy một tắc của nhà Hukan. Rồi ngoài ra những đời cao hơn á thì Hukan có bán những dòng như là 950 Pro này. Mẫu này á thì công suất máy là 950W, công tắc bên hông luôn. Đó, có chỉnh cho mình 6 cấp số nha, có chức năng á khởi động mềm, chống khởi động lại này kia luôn để mình xài. Mức giá là 660 cho mẫu 950 kèm combo trợ giá 5k nữa nha. Và đời cao cấp nhất của nhà Hukan á là 1001 Pro nha, đó có lưới lọc này, kim loại nha, mức giá là 770.000, có chỉnh tốc, có chống khởi động lại, đó quá trời chức năng luôn, 770.000, mua combo thêm 5k nha để mình xài. Đó, chương trình này á thì nhà Bảo trợ giá cho mình thôi, để mình có nhu cầu đặt hàng phụ kiện này kia thì được một mức giá tốt hơn để mình xài nhá. Rồi bầu gỗ anh chị ơi, với công suất máy là 950W này, có bảo vệ lưỡi, lúc mình bỏ xuống như này á thì sẽ không hư lưỡi nhá. Rồi mức giá thì anh chị cô chú nào mua là 740.000 anh chị nhá. Ngày hôm nay cứ lấy combo thêm cho Bảo 5.000 để mình xài. Tiếp tục nè, đó máy bào 6 ly 3 nha, kèm thêm cho mình á là một đống mũi đi kèm, à máy phay, phay gỗ anh chị ơi, 12 mũi đi kèm nha. Cây này á có chỉnh tốc, có hộp nhựa đi kèm luôn cho mình nha. Rồi công suất máy là 700W nha. Anh chị nào mua cây này ngày hôm nay là 750.000 nha, là có rồi, để mình xài, mua kèm combo thêm á là 5k thôi. Và món cuối cùng á là máy mài khuôn anh chị cô chú ơi, chỉ có mức giá là 660.000 mà đi kèm á mấy trăm món đồ như này này. Máy là có chỉnh tốc, có móc đeo của nhà Hukan nha, công suất máy là 150W, vẻ rồng rắn này, điêu khắc hoa văn này kia ở trên đá này, trên tường này, trên gỗ đều được nha, có nối dài luôn, 660 đi kèm combo thì thêm 5k cho nhà Bảo nha. Rồi thì ngày hôm nay á thì chương trình của công ty Hukan thì Bảo sale chương trình hơi đặc biệt xíu. Anh chị cô chú nào á cứ mua máy nào gọi cho mấy bạn đó báo giá xong lấy combo 5k để tiết kiệm chi phí mình mua đồ nghề hơn. Đó, Bảo làm chương trình vui vui cho mình đặt hàng. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc chương trình đó, sale hàng Hukan kèm combo độc lạ ngày hôm nay tại đây.